Em là một người rất là thích công nghệ và em cũng rất là nhiều dùng nhiều phần mềm trong vấn đề trong khi mà mình tích hợp các cái phần mềm để trực tuyến cho nó hiệu quả. Khi mà ban đầu mới đầu dạy thì em nghĩ là mình cần dùng nhiều phần mềm hơn để tăng cái tương tác, và quả thật là khi mình thành thạo các phần mềm thì cái tương tác nó có tăng hơn một chút thật. Thế nhưng mà khi mà nhìn nhận lại sâu xa vấn đề qua một cái kỳ học vừa rồi ấy, thì thực ra không phải là một kỳ mà em mới tham gia ở bên bên khoa mình là 6 tuần, và trường em cũng cũng bắt đầu dạy trực tuyến từ sau Tết rồi, nên khoảng khoảng 2 tháng thì em lại nhìn nhận ở ở dạy học trực tuyến ở một cái vấn đề nó mang tính chất lý thuyết hơn, nó gốc rễ hơn, tức là liệu mình băn khoăn rằng là liệu cái phương pháp dạy học truyền thống khi áp dụng vào trực tuyến nó có thay đổi không, và nó thay đổi theo cái hình thức nào. Thì chính vì thế đấy là cái câu hỏi trong em, để giúp em trong cái phần tổng quan tài liệu, thì những cái phần thông tin mà em chia sẻ ở dưới đây ấy, là những cái kết quả mà em đã đọc được trong thời gian vừa qua liên quan đến dạy học trực tuyến. Rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái việc dạy học thành công trong dạy học trực tuyến hay là dạy học face to face hay ở môi trường blended thì nó đều chung một nguyên tắc giống nhau của quá trình về giáo học pháp. Nó đều là same principles, cho dù là cái platform của nó khác nhau, có thể là classroom, có thể là online, có thể là hybrid, thì nó đều chung một cái principles của cái việc excellent teaching practice. Thì đây là những cái kết luận mà người ta đã nghiên cứu rồi, thì em muốn muốn chia sẻ lại thôi. Một cái vấn đề nữa thứ hai là trong quá trình dạy học trực tuyến thì để mà sinh viên học tốt thì đấy chính là phương pháp giảng dạy tốt chứ không hẳn là công nghệ. Thì một lát nữa em sẽ có chia sẻ một chút về cái quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này. Thì bởi vì em là người thích công nghệ mà nên em lúc nào em cũng bênh công nghệ. Một cái nữa là dạy học trực tuyến thì các cái nhà nghiên cứu thì kết luận rằng là chỉ improve khi mà cái phương pháp giảng dạy nó là cái driver trong quá trình học chứ không phải technology. Thì em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, bởi vì lúc nào em cũng nghĩ rằng là cho dù mình dùng công nghệ nhưng mình cũng không hẳn là nô lệ của công nghệ, mà mình sẽ dùng nó với một mục đích nào đó trong đầu của mình. Người giáo viên vẫn là người mà làm chủ cái quá trình dạy học, và mình biết là mình với cái nội dung bài học này thì mình nên dùng cái phần mềm nào, với cái công việc này, với cái cụ thể của cái tương tác này thì chúng ta nên dùng cái nào cho nó hiệu quả nhất. Thì em cho rằng là công nghệ rất là tốt nếu như giáo viên biết dùng nó một cách thành thạo và mục đích rõ ràng là tại sao phải dùng nó ở cái thời điểm đấy. Thì em cũng hoàn toàn đồng ý với cái findings của các nhà nghiên cứu rằng là e-learning improves when pedagogy drives the technology. Một cái nữa, người ta cũng kết luận một cách rất là chắc chắn rằng là khi học trực tuyến thì hoàn toàn giáo viên vẫn có thể làm cho sinh viên tiến bộ. Thì đấy là một cái mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã khẳng định đó. Thì qua đây em cũng muốn chia sẻ rằng là rất là nhiều phụ huynh học sinh nói rằng là ủa, học trực tuyến chả thấy con tiến bộ gì cả, hoặc là bản thân sinh viên cũng nói rằng là học trực tuyến cũng chỉ là học để tránh cái thời Covid thôi, cũng không hẳn là một cái phương pháp mà sẽ giúp mình tiến bộ đâu. Rất là nhiều cái ý nghĩ đấy nó làm cho dao động cái tâm lý người học. Thì em cũng rất là băn khoăn về cái câu hỏi đó. Thì khi mà mình đọc được tài liệu thì vô vàn các nghiên cứu đã chỉ rằng là học trực tuyến hoàn toàn có thể support được student success trong quá trình học. Thì như thế mình sẽ vững tâm hơn với cái mục tiêu của mình là càng ngày càng phát triển theo trực tuyến. Và em nghĩ rằng là sau này thì khi mà mình có cơ hội quay trở lại cuộc sống, nhịp sống bình thường, dạy face to face thì cũng có thể các trường nghĩ đến mở các khóa đào tạo trực tuyến như là một cái option trong quá trình đào tạo. Không ấy được cái slide này. Đang không di chuyển được nhỉ? À đây rồi. Em xin trình bày một cái các cái nguyên tắc, có 7 cái nguyên tắc để về phương pháp dạy học, cho dù nó là cái môi trường ảo hay là môi trường thực tế hay là môi trường hỗn hợp.
Thì đây là bảy cái nguyên tắc dạy học mà được giáo sư Chickering và Gamson ở Bộ Giáo dục Mỹ đưa ra vào năm 1987. Khi mà mọi người rằng ổ đã hơn 30 năm rồi, tại sao chúng ta lại có thể lấy một cái cũ như thế này? Thế nhưng mà các cái nghiên cứu thì họ cũng có rất là nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là hiện nay thì với sự phát triển của higher education với cái mục tiêu, mục đích khác nhau thì cái phương pháp giảng dạy của học đại học nó sẽ khác đi rất là nhiều so với xưa. Tuy nhiên thì người ta vẫn giữ những cái gốc rễ của vấn đề. Thì đây là bảy cái principles của cái good teaching trong cái dạy học ở bậc đại học cho sinh viên của mình. Thì hầu hết mọi người khi làm nghiên cứu về phương pháp dạy học ở đại học như là dạy học trực tuyến thì họ vẫn bám sát vào bảy cái nguyên tắc này, và họ có đưa ra xem là liệu dạy học trực tuyến với những cái phương pháp này thì nó có thay đổi hay không, hay là cần phải adaptation nhiều không. Thì chắc chắn là sẽ phải adapt rồi, nhưng mà đây vẫn là cái gốc rễ của việc dạy học. Thì em thấy ở trong cái đấy nổi lên mấy thứ mà em rất là thích. Thứ nhất là cái high expectations. Cái high expectation thì với sinh viên của nhà mình thì luôn luôn họ cần phải biết là trong cái kỳ này họ cần giữa kỳ họ đạt được cái gì, cuối kỳ họ đạt được cái gì. Và em nghĩ rằng là với vai trò là một người giáo viên thì trong từng tuần một mình có thể chỉ cho các em, ví dụ như là dạy viết luận về dạy essay trong task 2 của Writing IELTS, thì mình có thể hướng dẫn là đến cái đoạn này là bạn đang ở cái chỗ này, đến cái tuần thứ hai bạn sẽ chuyển sang được và viết đến cái đoạn này. Thì từng tuần một như thế nó sẽ có những cái expectation cho học sinh. Và với em thì cho rằng là mình có thể cho sinh viên tự cái set cái goals của riêng họ, và mình có thể đồng hành với các em theo một cách individualized như thế. Một cái nữa trong bảy cái nguyên tắc này em rất là thích đó là phần active learning. Cái active learning ở đây thì ngày nay thì người ta rất là nhiều dùng các cái thuật ngữ khác, nhưng mà cái active learning nó cũng không hề lỗi thời một chút nào cả. Ngày nay thì người ta có thể dùng như là intellectual change, tức là dạy học là phải đem đến những cái sự thay đổi về mặt nhận thức cũng như là sự thay đổi về về suy nghĩ, về cái kỹ năng suy nghĩ của sinh viên. Thì em hoàn toàn nghĩ rằng là nếu mà dạy học, đối với em ấy, dạy học thành công thì em luôn cho cơ hội cho sinh viên phải suy nghĩ, phải brainstorm những cái ideas, phải nghĩ ra cái cách mà tiếp cận được vấn đề một cách thông minh nhất cũng như là hiệu quả nhất. Thì khi mà sinh viên nó phải suy nghĩ thì em nghĩ là sinh viên nó sẽ nhớ lâu hơn và sẽ cảm thấy là có một cái gì đó cần phải chinh phục, và nó sẽ cảm thấy motivated hơn. Một cái điểm thứ ba trong bảy cái điểm này em rất là thích đó là phần prompt feedback. Prompt feedback thì cực kỳ là hiệu quả đối với trong vật dạy viết đó. Thì nếu như mà một lát nữa em sẽ có trình bày riêng một cái slide về cái vấn đề feedback trong dạy học trực tuyến, thì prompt feedback thì vấn đề trở ngại nhất đối với giáo viên với em chẳng hạn, thì em nghĩ đấy là vấn đề thời gian. Mình rất là muốn có nhiều thời gian để có thể sinh viên gửi bài, mình feedback ngay để cho các bạn ý lại có thể là thay đổi để input cái bài đấy, và cuối cùng bạn nộp cái sản phẩm thật là tốt. Nhưng mà giáo viên của mình, em nghĩ là ước gì là mình có nhiều thời gian hơn, để ví dụ như một kỳ thay vì mình dạy 3-4 lớp thì mình chỉ dạy một lớp thôi, thì mình chăm sóc cái lớp đấy rất là tốt. Nhưng mà cái prompt feedback thì gặp vấn đề trở ngại là rất là khó về có thể sắp xếp được thời gian được. Em sẽ không lan man về vấn đề này nữa. Em sang về cái vấn đề là tương tác với sinh viên. Như em nói ngay từ đầu ấy, thì tương tác trong dạy học trực tuyến chắc chắn nó sẽ giảm đi rất là nhiều, bởi vì mình không có các cái những cái môi trường thật, tức là bản thân người học và người dạy về mặt tâm lý là mình chưa có làm quen được, và chưa quen được cái tâm lý là mình dạy mà mình lại không nhìn thấy học sinh, hoặc học sinh học mà lại không có được nhìn thấy cô giáo, không được ngồi cạnh cái thằng bạn thân, hoặc là không được làm việc theo nhóm hay theo cặp gì cả. Tức là những cái đấy cho dù ở trên môi trường ảo chúng ta có thể hoàn toàn tổ chức cái đó, nhưng mà các em chưa quen thì trong trực tuyến thì nó cũng có 3 phần. Phần tương tác, hầu hết mọi người mới chỉ nghĩ rằng là tương tác thì chỉ là tương tác giữa cô và học sinh, nhưng mà trên thực tế thì nó có 3 phần tương tác, đó là tương tác giữa sinh viên, the student with the content, student with the teacher, and the student with the student. Như vậy là có 3 phần tương tác, thì chúng ta cần phải chú ý để có thể trải rộng cả 3 cái tương tác này.
không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người cũng đều đã chứng minh qua các cái nghiên cứu lâm sàng của họ về cái lợi ích của vấn đề tăng tương tác rồi, thì chúng ta không cần bàn ở đây nữa. Thì rõ ràng là cho dù dạy ở môi trường nào thì tương tác với sinh viên cũng 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 đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho việc dạy học. Có một cái em thấy rất là thú vị trong quá trình đọc tài liệu, đó là người ta có đưa ra những kết quả như là student rất là thích những cái nơi mà họ có thể tương tác một cách informal. Nhưng lúc nãy là Duyên có trình bày là mình có thể lập những cái nhóm ở trên Facebook để trao đổi, vì thì em nghĩ đây cũng là một cái cách rất là tốt, bởi vì là sinh viên thứ nhất họ đã rất là quen với cái Facebook rồi, thì thứ hai là nó là một nơi rất là informal thì sinh viên cảm thấy more relaxed and comfortable hơn khi mà đó được trò chuyện cái đấy, thì mình có thể tận dụng cái đấy để hòa vào với sinh viên, để có thể tạo ra một cái gì đó quen thuộc cho sinh viên, khi mà cả cô và trò đang lạ lẫm rất là nhiều thứ thì mình cần có những cái gì đó rất là quen thuộc. Thì đây cũng là một kết quả mà nhiều cái nghiên cứu chỉ ra rằng là sinh viên thích tương tác một cách informally đó. Một cái nữa là sinh viên thì họ value cái the quality and type of interaction hơn là cái số lượng tương tác, hoặc là hơn là cái số lượng các cái công cụ về công nghệ thông tin. Tức là họ vẫn nhấn mạnh cái chất lượng hơn là cái số lượng đó, cái quality and type of interaction more than the quantity or the variety of technology tools. Thì đây là cái em luôn phải giữ ở trong cái đầu của mình rằng là dạy học thì đúng là công nghệ thì cũng tốt đấy, mình cũng rất thích dùng công nghệ, nhưng mà đôi khi thì cũng không, bản thân em cũng không nên lạm dụng quá, hoặc là nên tập trung vào cái chất lượng, hoặc nên tập trung vào cái gọi là cái nội dung cũng như cái phương pháp làm sao để giúp sinh viên tiến bộ hơn, hơn là những cái gọi là những cái fun. Tất nhiên fun thì cũng cũng rất là vui, nhưng mà em nghĩ là cái quality thì better than than quantity. Cho nên là một số những cái gợi ý của các nhà nghiên cứu hàng đầu, ví dụ như là Simon, như là Burleson, hay là như là Chicken and Gibson, họ cũng đưa ra những cái quy tắc này. Đây là một số những cái quy tắc mà để tăng cái tương tác giữa giữa student và teachers. Cái đầu tiên đó là họ cho rằng là một cái môi trường, cho dù là môi trường nào, thì đặc biệt là môi trường ảo, thì chúng ta luôn tạo ra một cái môi trường nó phải safe, nó phải low stress, supportive và rất là welcoming đó. Tức là mình tạo ra một cái môi trường thân thiện. Ví dụ như là vừa rồi cái học kỳ của chúng ta mới bắt đầu tuần vừa rồi, thì em có dạy cái lớp 408, các em rất là thân thiện và bản thân em cũng rất là chủ động nói với cô rằng là cô ơi, cô dành 5 phút để nói chuyện đi cô, để chúng ta tìm hiểu về nhau đi cô. Thế là thực ra thì đấy cũng là ý định đầu tiên của em rồi, thì bao giờ cũng có một số phút ban đầu để làm quen, để giới thiệu về nhau, để hiểu về nhau. Thì em thấy là cái học sinh đấy họ rất là chủ động trong vấn đề là tạo ra một cái môi trường rất là low stress, rất là supportive và welcoming. Thì đây là một những cái nguyên tắc quan trọng của việc tăng cái tương tác đó. Cái nguyên tắc thứ hai đó là cái vấn đề communication. Bởi vì nó là ảo nên đôi khi cái communication nó không được rõ ràng như là mình học face to face với nhau. Chính vì thế cái sự rõ ràng trong giao tiếp sẽ càng cần phải nhấn mạnh ở chỗ này. Cái rõ ràng ở đây chúng ta có thể bằng những cái bằng lời với nhau trên ảo này, hoặc là bằng những thông báo chính thức này, hoặc có thể qua những chat này. Thì cái clear communication ở đây giúp sinh viên biết là mình cần phải làm gì, mình sẽ phải làm gì, và mình cần phải làm những cái việc gì để mình đạt được những cái thành công trong cái học tập cái môn học của mình. Thì cái clear communication rất là quan trọng. Cái nguyên tắc thứ ba đó là phần enthusiasm, đó là sự sự nhiệt tình cũng như là cái tận tâm của các giáo viên. Thì một cái câu nói cho rất là em vẫn nhớ trong cái bài báo đấy, người ta nói là teaching from heart thì sẽ có thể lead to những cái successful learning cho student. Thì gọi là teaching from heart, tức là mình phải rất là nhiệt tình, mình tận tâm và mình chú ý đến từng học sinh ở trong lớp 1, thì enthusiasm đóng một vai trò rất là quan trọng để tăng cái tương tác. Đó. Một cái nguyên tắc rất là quan trọng nữa đó là rất là be positive, lạc quan. Có những lúc em bản thân em nghĩ rằng là mình cần phải kiên nhẫn hơn với học sinh,
vì có những thời điểm mà mình gọi học sinh nó không trả lời, hoặc là mình gọi đến 3-4 bạn rồi nó không có những cái response gì cả, mình cảm thấy rất là chán, lúc đấy thực ra là rất là chán, và như kiểu như là mình không muốn dạy học trực tuyến nữa, mình chỉ muốn là đến lớp dạy thôi, mình không thích dạy cái kiểu này nữa đâu. Thì đúng là mình cần phải kiên nhẫn hơn và cần phải more positive hơn về vấn đề này. Thì ngày hôm sau mình sẽ phải dùng một cái gì đó, một cái chiêu trò gì đó để tăng cái sự hấp dẫn trong bài giảng, hoặc là mình cần phải dùng những cái kỷ luật tốt hơn để sinh viên nó biết. Ví dụ như là bắt đầu từ kỳ này em đã thông báo với học sinh là nếu như mà cô điểm danh ok, giống như kỳ trước cô vẫn điểm danh, nhưng mà nếu như cô gọi trong một buổi học của cô 2 tiết dạy listening, nếu như cô gọi các em đến 3 lần mà các em không respond kịp thời, các em không có những cái tương tác với lớp hay là với cô, thì coi như buổi đấy coi như không đi học. Đấy là em cảm thấy là đây là cái buổi khi mà mình ra cái discipline đấy, ra một cái policy như thế, thì có vẻ như là sinh viên nhà mình rất là sợ là cô gọi mà không được điểm danh. Em có một cái tâm lý, em thấy là tâm lý của sinh viên là rất sợ điểm danh và sợ là bị absent trong cái buổi đấy. Nên là nếu như mình biết kết hợp để có thể tận dụng nó thì cũng là một cách để mình tăng cái tương tác cũng như là tăng cái việc học của sinh viên lên. Nó còn một số những khuyên tắc nữa, nhưng mà em chuyển sang cái vấn đề đó là vấn đề feedback cho sinh viên. Sinh viên thì họ cũng yêu cầu rất là cao với cái việc là giáo viên phải đưa ra những lời khuyên cho mình, đặc biệt là với môn viết. Như kỳ trước em có dạy viết thì đôi khi là họ cũng không hình dung ra được là cô giáo, cuộc sống của cô giáo như thế nào và yêu cầu rất là cao. Thì với em thì cái việc constant feedback thì rất là cần thiết, nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng của cái feedback như thế nào, và cảm thấy sinh viên có nắm bắt được cái học của sinh viên hay không mới là quan trọng. Thì em đưa ra một số những cái cách feedback. Đối với học trực tuyến ý, thì feedback chúng ta có thể tận dụng luôn cái công nghệ của nó. Đó là mình có thể dùng các cái nhiều những cái channels khác nhau để đưa feedback, thay vì mình feedback giống như là mình comment từng cái một, cái một cái review những cái comment, thì mình có thể, ví dụ em đã áp dụng như là em nói, em không nhận xét bằng cách viết nữa mà em nói. Ví dụ em nói là coi như em đang ngồi trước bài của một bạn, ví dụ như là chào Bình, hôm nay bây giờ cô đang chuẩn bị nhận xét cho con về bài viết luận với chủ điểm này, lần trước cô cho bài tập về nhà, thì đầu tiên nhận xét của cô chung là như thế này, và em record lại cái nhận xét đấy và em gửi cho học sinh. Thì em nghĩ là cái lời nói của cô giáo này, cái sự nhấn mạnh trong những cái từng ý của cô giáo này, cũng như là cái cách feedback kiểu như là oral như thế, sinh viên sẽ cảm thấy gần gũi hơn là cái written feedback của mình. Thì khi em nhận ra rằng là khi em dùng nhiều như thế thì bản thân cô giáo cũng cảm thấy thích thú hơn khi mình được diễn đạt bằng lời của mình này, rồi là cảm thấy thích thú hơn khi mình cũng có thể tiết kiệm thời gian một chút khi mà mình dùng cái phương pháp đấy, và đặc biệt sinh viên nó nhận được những cái feedback qua những cái recording của cô nó cũng rất là thích thú. Thì đấy là mình có thể tận dụng các cái công nghệ khác nhau để đưa cái feedback cho học sinh. Một cái điểm nữa, đây cũng là một cái quy tắc nằm lòng của rất là nhiều nhà giáo dục học, đó là mình phải luôn luôn praise cái effort của học sinh. Nếu họ làm được gì thì mình nên là khen ngợi, hoặc là nên tiếp tục cố gắng, nên động viên và chỉ ra là sinh viên đang chưa tốt ở điểm nào và họ cần làm gì để cái close the gap đó. Cái đấy mới là cái quan trọng cho feedback. Ví dụ như là với sinh viên, bài viết này em có thể đạt được 5.0 rồi, nhưng để được 5.5 là mục tiêu đầu ra của con, thì con cần phải nâng cao vốn từ vựng lên. Ví dụ cái từ này, từ good là một từ rất là common, rồi con phải dùng gọi là uncommon vocabulary cho cô, thì cô suggest ra một số những cái từ này đó thì con nên dùng đó, thì em hay làm như vậy. Thì ví dụ mình praise the effort, sau đó mình close the gap cho sinh viên, thì sinh viên tự các con sẽ theo được cái mạch của cô giáo là người dẫn dắt, nhưng mà các con là người làm việc đó. Một cái nữa trong quá trình feedback, nếu như nó không phải là viết mà nó có thể là những cái bài multiple choice hay là những cái bài true false, thì chúng ta có thể dùng như là như thầy Hùng lúc đầu có làm một cái trò chơi rất là hay, đó là những cái automated feedback, thì chúng ta có ngay những cái kết quả thì sinh viên cũng cảm thấy rất là phấn khởi, ngay lập tức nó biết kết quả mình sai ở đâu, câu này đáp án là gì, thì
thì em nghĩ là em rất là hay dùng những cái công cụ này để bắt đầu một bài học. Em rất là dùng ví dụ như kiểm tra từ vựng các bạn đã học chưa này, kiểm tra về mặt lý thuyết, ví dụ như là listening for main ideas là nghe những cái gì này, để nghe được listening for main ideas thì chúng ta cần những cái tips gì, thì chúng ta em cần phải kiểm tra sinh viên đã nắm được phần lý thuyết hay chưa, thì em có thể làm cho các cái gọi là làm trên Quizit hoặc là lên trên Kahoot, thì sinh viên có thể chơi một mình hoặc có thể chơi theo nhóm. Thì với những cái automated feedback này, sinh viên rất là hứng khởi và mình không mất nhiều thời gian. Em nghĩ là chắc là em hết thời gian để trình bày rồi. Thì một cái nội dung nữa em có nói đó là phần tương tác giữa học sinh và nội dung học. Đó. Thì đây cũng là một phần tương tác. Đây là một phần tương tác. Đó. Thì cái chỗ này em chỉ nhấn mạnh một chút, đó là cái giáo trình của mình nên chuyển như thế nào để nó thành một cái giáo trình trực tuyến hơn là một cái bản sách scan lên. Thì hiện nay em cũng chưa làm được cái việc này, mà mới chỉ là gửi cho các con cái bản mềm của cái cuốn sách đó để các con chủ động hơn trong quá trình đọc. Nhưng mà em cho rằng là bản thân sinh viên cũng không in ra để học này, hoặc là nó vừa nhìn điện thoại, nhìn cái quyển sách đấy xong lại vừa nghe hoặc là vừa đọc, thì em nghĩ nó sẽ không hiệu quả một chút nào cả. Nhất là với những cái bài đọc dài như là phần IELTS chẳng hạn. Kỳ trước em có dạy mock test phần IELTS thì rất là đau đầu cái chỗ làm sao mà mình make sure là sinh viên nó in bài ra, hoặc là nó sinh, bởi vì thực ra quá trình thi IELTS thật là chúng ta làm bài trên giấy chứ không phải mình làm bài trên máy tính. Và nếu như mình nhìn trên một cái màn hình, nhất là nếu như sinh viên không học ở trên laptop, thì các bạn trên điện thoại thì nó màn hình nó rất là nhỏ, nó không đảm bảo được cái readable, hay là tức là nó rất là tự tạo ra những cái khó khăn không cần thiết. Thì đây là vấn đề mà em nghĩ rằng là nếu như mình muốn phát triển hoặc muốn cải thiện cái vấn đề học trực tuyến, thì đối với giáo trình, cái textbook cũng như là các cái supplementary materials, mình cần phải cải thiện như thế nào để nó trở thành interactive, hoặc là nó more friendly hơn cho sinh viên. Đấy là vấn đề mà em nghĩ là mình cũng nên chú ý tới khi mà mình nhắc đến cái vấn đề tương tác. Đây là một số những cái quy tắc mà các nhà giáo dục học có đưa ra khi mà để tăng cái tương tác về mặt nội dung. Thì hầu hết các cô dùng slide để trình bày cái nội dung học, thì chú ý là cái slide đó nên một cách càng đơn giản càng tốt, bởi vì vốn dĩ sinh viên đã có rất là nhiều distractor bên cạnh rồi. Đó, thì nếu mình càng đơn giản thì sinh viên làm sao để cho họ dễ hiểu. Và rất là ngạc nhiên là chính các nhà giáo dục học, những người mà các nước mà người ta đi đầu trong lĩnh vực học trực tuyến ấy, họ có đưa ra cái đề xuất cho mình, đó là mình phải reduce cái cognitive load. Đấy, tức là mình giảm tải cái lượng học mỗi ngày, thay vì đó là chúng ta học một chút này, sau đó luyện tập này, học một chút này, sau đó luyện tập, thay vì một bài rất là dài, thì chúng ta nên cắt nó thành những cái shorter segments, để thành những cái hoạt động ngắn. Bởi vì người ta nghiên cứu rằng là cái concentration span, cái khả năng tập trung học trực tuyến, nó sẽ không bằng cái khả năng học ở trên lớp, cái sự tập trung ấy, nó không bằng. Thế nên là người ta khuyên mình giáo viên là nên cắt ra thành những cái hoạt động nhỏ hơn một chút, sau đó kết thúc hoạt động đó lại cắt ra thành những cái hoạt động nhỏ, và khi chúng ta lắp ráp những cái hoạt động đó thì nó cũng vẫn thành một cái bài complex lesson như bình thường. Nhưng mà cái lời khuyên, bản thân em rất là thích thú cái lời khuyên này, đó là mình cắt ra thành những cái hoạt động nhỏ và mình cho học sinh thực hiện, sau đó mình lại tổng kết, sau đó lại cho học sinh thực hiện, thì cái mức độ tập trung của học sinh mình sẽ lấy được nhiều hơn. Cái lời khuyên tiếp theo của họ đối với mình ấy là họ khuyên mình dùng nhiều hình ảnh. Thì rõ ràng đây là một cái lợi thế của việc học trực tuyến, đúng không ạ? Ở trên lớp chắc chắn là mình không có cơ hội được dùng nhiều hình ảnh như là mình học trực tuyến. Có sẵn ngay mọi thứ ở trên mạng, mình thích thì mình share luôn cho học sinh. Thì đây cũng là một cái lợi thế, nên mình cũng biết tận dụng cái lợi thế của mình để mình vào cho cái bài giảng này. Nên dùng những cái visual, những cái graphic organizer, học sinh dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Và cụ thể là cần phải đưa ra nhiều ví dụ, những bài mẫu để sinh viên biết làm và phân tích những cái ví dụ cụ thể đấy, sau đó cho họ làm một những cái bài tương tự như vậy, và sau đó chúng ta lại làm nâng cao một chút. Đó, một cái lời khuyên nữa đó là dùng nhiều hình ảnh đấy, vừa cô em vừa mới nói, thì đây cũng là dùng video, tức là dùng cả âm thanh, dùng hình ảnh,
Tức là họ còn nói rằng là làm sao dạy học có thể touch được cái five senses của người students thì dạy học sẽ thành công hơn rất là nhiều. Mình sẽ chạm được năm cái giác quan của học sinh, dạy học từ trái tim này, dạy học qua hình ảnh, dạy học qua âm thanh. Đó, thì dạy học qua những cái tương tác giữa các bạn trong nhóm với nhau thì làm sao để keep the student busy hoặc là touch được những cái five senses của học sinh thì cái bài học nó sẽ thành công cho dù nó là cái môi trường nào. Đây là một số những cái hoạt động em cũng lấy ra từ những cái kết quả nghiên cứu. Cái phần assessment, đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng khá là đau đầu khi mà trải qua, khi mà phải học cái học trực tuyến. Thì hầu hết là hiện tại thì em thấy là bản thân em cũng như là bên khoa của em mới chỉ đang quan tâm làm cách nào để tiến hành cái assessment, để tiến hành assessment mà sinh viên gọi là minimize cái cheating của sinh viên. Thì mình đang ở cái công đoạn đó, nhưng nếu như về lâu dài thì chúng ta cần phải nghĩ đến cách mà làm thế nào để biến assessment thành một cái công cụ để học tập, assessment for learning, chứ không phải assessment of learning. Thì họ cũng khuyên cho mình là mình dạy cái phương pháp là mình không phải là presentation, mình không phải là practice nữa, mà mình sẽ là dạy theo kiểu là test, rồi teach, rồi test. Tức là họ đưa ra cái mô hình 3T's thì hầu hết các thầy cô cũng biết cái mô hình này rồi, nhưng với học trực tuyến thì họ nhấn mạnh hơn chúng ta là nên áp dụng cái phương pháp này. Chúng ta cho học sinh kiểm tra này, xem là biết đến đâu này, làm được những gì, rồi chúng ta lại teach này, rồi chúng ta lại test, thì đưa ra những cái bài nho nhỏ như thế. Cứ như thế thì sẽ lôi cuốn được nhiều sinh viên hơn. Họ trong già là như thế, sinh viên sẽ stay focused hơn và họ sẽ biết là cái mục tiêu của họ là gì và họ đang làm để đạt được cái mục tiêu đấy. Thì sinh viên sẽ cảm thấy hứng khởi hơn rất là nhiều. Phần cuối cùng đó là phần tương tác giữa sinh viên và sinh viên. Thì đây cũng là một cái điểm mà em chưa có làm được nhiều trong quá trình học trực tuyến. Thì họ cũng như là dạy face to face thì họ cũng gọi là gợi ý về mặt lý thuyết, họ cũng gợi ý cho mình các hoạt động như là discussion, như là debate, như là pair work, group work, hoặc là những cái gọi là group project, hoặc là những cái platform riêng mà từng nhóm tạo ra. Thế nhưng mà bản thân em thì em chưa làm được cái điều này trong lúc học trực tuyến. Một lý do nữa là một phần là nguyên nhân nhé, một phần là có thể là mình dạy gọi là mình đã rất là bận rộn với cái việc là áp dụng cái app này, áp dụng cái app kia để làm sao để bài học nó hiệu quả này. Em chưa có tận dụng được nhiều cái này. Thì em hy vọng là trong thời gian tới em sẽ có thể tận dụng nhiều hơn và thành thạo hơn để làm sao tăng cái tương tác với nhau, cho sinh viên với nhau. Thì em cho rằng ví dụ như môn đọc hiểu của mình có thể đưa ra một số những cái project như assignment ấy, mình có thể tạo ra những cái portfolio cho sinh viên đọc. Ví dụ mình có thể mỗi một nhóm đọc một cái chủ điểm nào đó, các bạn phải tự tìm tài liệu đọc cái chủ điểm nào đó, sau đó là cuối nhóm mình sẽ làm một cái gallery show, sau đó các nhóm sẽ tự trình bày cái chủ điểm của mình theo cái cách demo của họ, tức cái chủ điểm đấy có thể là bằng lời, bằng hình ảnh, nhưng họ trình bày như thế nào là tùy của họ. Thì đấy cũng là một cách để họ extensive reading hơn và nó tạo ra cái sự tương tác học sinh trong nhóm với nhau. Thì em có làm cái hoạt động này ở trường em vào kỳ trước rồi, thì cho dù là online nhưng mà các bạn ấy làm khá là tốt. Nhưng mà em không biết các bạn gặp nhau hay là làm việc với nhau trực tuyến với nhau như thế nào trong nhóm, nhưng mà cái kết quả thì nó không quá là lệch so với mình học face to face. Thì em nghĩ là ngoài cái việc học ở trên lớp, chúng ta nên cho mạnh dạn cho sinh viên một số những cái bài tập nhóm mà các con ấy tự làm, tự mày mò dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thì đến cuối kỳ mình sẽ tạo ra một cái sân chơi cho cả lớp là mình có một cái sản phẩm như thế này, thì nó rất là hay. Thì đó cũng là một cách để tăng tương tác giữa sinh viên và sinh viên với nhau. Một số những cái hướng dẫn họ đưa ra cho mình để khi mà mình tổ chức những cái discussion ở trên lớp với môi trường trực tuyến. Thì em vừa mới trình bày cái những cái kết quả của việc đọc của em. Những tuần vừa rồi em có rất là thích thú với cái đề tài student interaction, những cái gọi là tương tác trong dạy học trực tuyến. Thì đó là một số những cái mà em thu được từ việc tổng quan tài liệu về những vấn đề này. Thì em
Rất là muốn được chia sẻ cũng như là muốn được đóng góp để có thể là sau cái buổi này khi đóng góp rồi em có thể làm một cái khảo sát, làm một cái nghiên cứu khoa học về cái sự tương tác trong dạy học trực tuyến. Thì rất là mong sự đóng góp của các thầy cô cũng như là rất là mong sự hợp tác, có thể chúng ta có hợp tác với nhau để cùng cùng có một cái mối quan tâm chung như thế này. Thì sau đây em rất là muốn được nghe những đóng góp cũng như là nghe những cái chia sẻ từ các thầy cô. Em xin cảm ơn.